Một nhà vệ sinh trong suốt có tính năng chống sàm sỡ được lắp đặt trong công viên Shibuya thuộc tỉnh Shibuya, Nhật Bản, gây sốt cộng đồng mạng quốc tế vừa qua. Thiết kế này giúp chị em nhìn xuyên thấu và phát hiện những kẻ biến thái ẩn nấp bên trong. Ý tưởng xây nhà vệ sinh trong suốt bắt nguồn từ việc họ muốn người dân tự phát hiện ra những kẻ biến thái ẩn nấp ở phía bên trong. Nhà vệ sinh công cộng trong suốt này cao 2m, rộng 1m và sâu 2m. Bồn cầu được lắp đặt bên trong cho một người sử dụng, không phân biệt nam nữ. Khi không có người sử dụng, mặt kính của nó hoàn toàn trong suốt. Khi có ai đó bước vào, cảm biến phía bên trong sẽ phát hiện ra và lập tức các lớp kính sẽ chuyển đục, khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy được. Thế nhưng, rủi ro ở chỗ khi cảm biến không phát hiện chuyển động của con người trong 35 giây, nó sẽ trở lại trạng thái trong suốt. Đúng là một ý tưởng rất hay ho đến từ xứ sở hoa anh đào phải không nào? Tuy nhiên, với nhược điểm kể trên thì quả thật có sự rủi ro khi chúng ta sử dụng. Hy vọng những nhà sáng chế sẽ sớm khắc phục được nhược điểm trên để loại bỏ rủi ro cho người sử dụng có thể an tâm hơn nhé.